Đô Đại coi chừng Tổng Trọng giả chết bắt quạ trả hận cho Võ Văn Thưởng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa gửi lời chúc mừng Tổng thống Cộng hòa Liên bang Nga Putin. Giữa các đồn đoán, Quốc hội Việt Nam sẽ tiến hành họp bất thường về vấn đề nhân sự để bàn chuyện miễn nhiệm Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Điều vừa kể trên cho thấy thông tin từ các hãng truyền thông lớn của nước ngoài đưa tin trong những ngày gần đây về khả năng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mất chức là điều có thật. Cuộc đấu cân não giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Ông Võ Văn Thưởng năm nay 53 tuổi, giữ chức Chủ tịch nước vừa mới hơn một năm sau khi ông Nguyễn Xuân Phúc bị Quốc hội miễn nhiệm khỏi chức vụ này vào tháng 1 năm 2023. Trong hệ thống quyền lực của Việt Nam, chức Chủ tịch nước chỉ mang tính nghi lễ, được đánh giá là hữu danh vô thực. Nhưng không hiểu sao chiếc ghế này bỗng trở nên nóng và là vị trí biến động nhiều nhất trong tứ trụ kể từ đại hội lần thứ 12 vào năm 2016 cho đến ngày nay. Đáng chú ý là dù đến nay mới hơn nửa nhiệm kỳ đại hội 13 mà các phiên họp bất thường của Ban chấp hành Trung ương cũng như của Quốc hội Việt Nam để cho thôi chức hay miễn nhiệm các quan chức cấp cao đã trở thành chuyện bình thường. Trên mạng xã hội và các diễn đàn chính trị của người Việt Nam, đa số các ý kiến đều tin rằng khả năng rất cao Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ phải từ chức. Lý do ông Thưởng đã để cho người thân là ông Đặng Trung Hoành, Chánh văn phòng huyện ủy huyện Mang Thít nhận 60 tỷ đồng của Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn để xây nhà thờ tổ cho ông Thưởng ở quê nhà tại huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Các quan chức Quảng Ngãi bị bắt gần đây về tội nhận hối lộ từ tập đoàn Phúc Sơn có cựu chủ tịch tỉnh Cao Khoa và chủ tịch tỉnh Đặng Văn Minh. Cả hai đều thuộc cấp trực tiếp của ông Võ Văn Thưởng khi ông Thưởng giữ chức bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi từ năm 2011 cho đến năm 2014. Vào ngày 9 tháng 2, Bộ Công an đã kêu gọi các đối tượng liên quan vụ án tập đoàn Phúc Sơn ra đầu thú, tố giác tội phạm và khắc phục hậu quả để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Theo giới quan sát, đây là một động thái bất thường, được xem là một thông điệp ngầm của Tô Lâm gửi tới Võ Văn Thưởng. Ông Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, người chỉ còn tại vị có vài ngày. Công luận và giới quan sát cho rằng sự cố ngã ngựa bất ngờ của ông Võ Văn Thưởng nằm trong kế hoạch giành ngôi đoạt vị, nhắm vào vị trí đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam của ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Theo tờ báo The Diplomat vào hôm 18 tháng 3, dẫn lời giáo sư Thayen thuộc Học viện Quốc phòng Úc cho rằng ông Võ Văn Thưởng là một quan chức trong Đảng và là một thành viên đáng tin cậy trong vòng thân cận của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Thayen đánh giá rằng người có khả năng thay thế ông Thưởng trên cương vị Chủ tịch nước sẽ là Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Đây là cơ hội để ông Tô Lâm đủ điều kiện có thể trụ lại trong danh sách nhân sự chủ chốt cho đại hội lần thứ 14 vì hiện ông Tô Lâm đã quá tuổi. Tuy nhiên, điều đó không hề đơn giản, thậm chí trong cương vị Chủ tịch nước, ông Tô Lâm sẽ gặp khó nếu không đưa được các nhân vật thân tín vào chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Công an. Điều này được rút ra từ bài học của ông Trần Đại Quang, cựu Bộ trưởng Bộ Công an, sau khi ông Quang sang nắm chức Chủ tịch nước đã bị đánh tè tua đến mức mất cả mạng. Hiện chỉ có hai ứng viên đủ tiêu chuẩn để ngồi với chiếc ghế Chủ tịch nước thay ông Thưởng, đó là bà Trương Thị Mai và ông Tô Lâm. Nếu bà Mai do bất bình vì sự lộng hành của Tô Lâm mà từ chức thì là gián tiếp trao cơ hội vào tay Tô Lâm. Trong kỳ họp Bộ Chính trị vừa qua, bà đã phát biểu rằng: "Tôi rất đau buồn cho đất nước. Tại sao gia tăng bắt bớ để tranh giành quyền lực và tống cán bộ và doanh nghiệp vào nhà tù?" Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc. Theo giới phân tích, có khả năng cao bà Trương Thị Mai sẽ chủ động xin thôi chức và nghỉ hưu. Nếu điều đó xảy ra thì chắc chắn Tô Lâm sẽ trở thành Chủ tịch nước sau Hội nghị Trung ương 9 sẽ diễn ra vào tháng 10 năm 2024. Nếu trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, một cánh tay đắc lực khác của Tổng Trọng, được đưa vào ghế Bộ trưởng Bộ Công an thì khả năng cao Tô Lâm sẽ ăn đòn đổ. Ông Nguyễn Phú Trọng được đánh giá là một chính trị gia lão luyện, nhiều mưu hèn kế bẩn, đã hạ biết bao nhiêu đối thủ có ý đồ muốn giành ghế Tổng Bí thư của ông. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm lại được sự ủng hộ từ Trung Nam Hải.
Do đó còn quá sớm để kết luận mèo nào cắn mỉu nào. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Tô Đại coi chừng Tổng Trọng, già chết bắt quạ, trả hận cho Võ Văn Thưởng. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Võ Văn Thưởng chính thức ra đi bởi đòn của Tô Đại, Tổng Trọng trở bệnh. Ông Võ Văn Thưởng, một chính khách trẻ tuổi của Đảng Cộng sản Việt Nam, người được bầu làm Chủ tịch nước vào tháng 3 năm 2023, sau 13 tháng tại vị, đang có nguy cơ bị rớt đài. Thông tin đồn thổi vừa kể trên cho thấy chính trường Việt Nam đang có các biểu hiện hết sức bất thường, rất đáng lo ngại. Sau đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam mới diễn ra có 3 năm mà đã có đến 2 lần thay đổi nhân sự cho chiếc ghế Chủ tịch nước. Quốc hội Việt Nam gửi thông báo họp bất thường về vấn đề nhân sự. Một hãng tin quốc tế vào ngày 17 tháng 3 loan tin bằng tiếng Anh tạm dịch, Quốc hội Việt Nam gửi thông báo đến các đại biểu họp về vấn đề nhân sự. Bản tin cho biết một thông báo về cuộc họp bất thường được gửi cho các đại biểu Quốc hội trong bối cảnh có những đồn đoán về mục cải tổ trong ban lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản. Nhiều quan chức, nhà ngoại giao Việt Nam cho hãng tin trên biết rằng chỉ có khả năng là Võ Văn Thưởng từ chức thì mới cần phải thảo luận và bỏ phiếu một trong những vấn đề nhân sự mà Quốc hội sẽ đưa ra thảo luận. Trước đó, trên mạng xã hội và các diễn đàn chính trị của người Việt Nam đã loan truyền tin đồn khẳng định rằng trong các ngày từ 21 đến 23 tháng 3, Trung ương Đảng và Quốc hội khóa 15 sẽ tổ chức các phiên họp bất thường để miễn nhiệm tất cả các chức vụ của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Đáng chú ý, trong ngày 17 tháng 3, trang Facebook của truyền hình Quốc hội Việt Nam xuất hiện một status ngắn gọn ghi như sau: thông báo triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ 6 Quốc hội khóa 15, tuy nhiên tin này biến mất sau đó ít lâu. Theo giới quan sát, khả năng rất cao đây là việc ném đá dò đường có chủ ý để thăm dò phản ứng của dư luận xã hội trước một tin động trời bãi nhiệm Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sắp xảy ra. Trong nhiều năm qua, ông Thưởng vẫn được coi là thân cận với ông Nguyễn Phú Trọng, nhân vật quyền lực hàng đầu của Việt Nam hiện nay. Theo quy trình và thông lệ, Ban chấp hành Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ mở hội nghị bất thường để quyết định việc cho ông Thưởng thôi các chức vụ trong Trung ương Đảng. Sau đó mới đến lượt Quốc hội bỏ phiếu bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch nước của ông Thưởng. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng có mối quan hệ mật thiết với Tổng Trọng và ông Lê Thanh Hải. Quy trình bãi nhiệm của ông Thưởng cũng sẽ diễn ra tương tự như đối với cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cách đây một năm. Theo giới phân tích, cách đây chưa lâu, vào cuối năm 2023, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng còn được đánh giá cao trong cuộc đua giành ghế Tổng Bí thư tại Đại hội Đảng lần thứ 14. Sự nổi lên của ông Thưởng cùng với sự ủng hộ của Tổng Trọng đã làm lu mờ vai trò của các ứng viên khác như Phạm Minh Chính, Vương Đình Huệ và Tô Lâm. Ông Thưởng bị buộc phải làm đơn xin thôi chức sau 13 tháng ngồi chiếc ghế nóng. Sự kiện này có liên quan đến khoảng thời gian ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi từ năm 2011 cho đến năm 2014. Theo đó, ông Đặng Trung Hoành, người thân của ông Thưởng, bị cáo buộc đã nhận tới 60 tỷ đồng của Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn, để xây nhà thờ tổ cho ông Võ Văn Thưởng ở quê nhà huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Đổi lại, tập đoàn Phúc Sơn được nhận các công trình đầu tư giá trị cả ngàn tỷ đồng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Giới thạo tin cung đình Việt Nam cho rằng sự cố ngã ngựa của ông Thưởng nằm trong kế hoạch giành ngôi đoạt vị của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đối với người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng. Trong lúc có những đồn đoán cho rằng Tổng Bí thư đang gặp vấn đề về sức khỏe hết sức nghiêm trọng. Cũng có thông tin cho rằng mới đây, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư kiêm Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã phát biểu: "Tôi rất đau buồn cho đất nước, tại sao gia tăng bắt bớ để tranh giành quyền lực, tống cán bộ và doanh nghiệp vào nhà tù." Lời phát biểu này được đưa ra trong một buổi họp và bà Mai đưa đơn từ chức nhưng chưa được chấp nhận. Tờ Thời báo.de không có điều kiện để kiểm chứng thông tin này. Công luận thấy rằng
sự cố ngã ngựa bất ngờ của ông Võ Văn Thưởng đã cho thấy với cơ chế chọn lựa nhân sự lãnh đạo cấp cao độc đoán như hiện nay của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thiếu đi sự giám sát trong nội bộ của Đảng thì tất cả các lãnh đạo cấp cao của Đảng chắc chắn sẽ không trong sạch. Họ cũng chỉ là những kẻ tham nhũng nhưng chưa bị lộ mà thôi. Quý vị và các bạn có theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Tô Đại ra đòn, Võ Văn Thưởng chính thức ra đi, Tổng Trọng trở bệnh. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .de.